Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED cắm cỏ, công suất là 24W, ánh sáng màu vàng, sử dụng điện áp là 220V. Cái mẫu này thì có hai loại điện áp là điện áp 220V hoặc là điện áp 1224V. Đấy. Với điện áp 220V thì thông thường sẽ có 3 loại sợi dây. Đó, trong đó có sợi dây màu nâu và màu xanh là cắm trực tiếp vào nguồn điện. Còn sợi dây màu vàng là dây tiếp điện. Với cái dòng điện áp sử dụng 12-24V ấy, thì mình bắt buộc là phải hạ áp từ 220 xuống qua cái bộ nguồn, qua các cái loại bộ nguồn. Như bên này đèn hoàng gia cung cấp là có cái nguồn chống nước này, tiêu chuẩn IP68. Điện áp vào là 220V, điện áp ra là 24V AC. Công suất tổng của nguồn là 160W. Đấy, 160W. Thì cái nguồn này ấy, khi sử dụng ấy, thì nó có rất là nhiều công suất để cấp. Một nguồn có thể cấp cho nhiều đèn, nhưng để tính công suất của nguồn thì mình sẽ dựa vào tổng công suất các đèn, khoảng cách giữa đèn với nguồn để tính. Và cái nguồn này thì có công suất nhỏ nhất là 30W này, lớn nhất là 1000. Tất nhiên là trên cũng có, nhưng mà thông thường sẽ sử dụng cái loại như thế. Đấy. Lưu ý khi sử dụng cái hệ điện áp mà thấp ấy, thì bắt buộc là cái dây trục dẫn của cái đèn là mình phải sử dụng dây đủ to. Ví dụ như cái nguồn này 160W, nhưng cái dây tận 2.5. Đấy. Đấy, điện áp, bởi vì cái dây điện áp thấp ấy, nếu như mà sử dụng dây nhỏ quá ấy, sẽ bị thiếu áp, gây cháy đèn hoặc là cháy nguồn. Còn đây là cái mẫu đèn của mình. Mẫu đèn này là có 24 mắt LED, mỗi mắt LED là 1W, tổng 24W. Đấy. Thân đèn là bằng hợp kim nhôm, có chân kim để cắm trực tiếp xuống nền cỏ hoặc là đất. Đấy. Mình sẽ cắm trực tiếp như thế này, và mình có thể chỉnh quay, chỉnh sửa. Đấy. Rất là tiện, mình có thể di chuyển rất là dễ. Nó khác với cái dòng chân đế. Dòng chân đế thì bắt buộc là mình thường là lắp trên nền cứng. Đấy. Lắp trên nền cứng và bắt vít. Bắt vít chắc chắn. Đấy. Cái mẫu đèn này thì có tiêu chuẩn là IP66 ngoài trời. Nó là đèn chiếu cây, chuyên hắt chiếu cây hắt tường ngoài trời, nên là phải đảm bảo cái tiêu chuẩn. Ngoài cái ánh sáng màu vàng thì bên đèn hoàng gia còn có các màu khác như là màu trắng, màu trung tính, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu tím và ánh sáng đổi màu RGB. Ánh sáng đổi màu thì sẽ có phối kết hợp được 7 màu. Đấy. Mẫu này là công suất 24W, ngoài 24W còn có công suất là 3W, 6W, 9W, 12W, 18W, 36W, 48W, 50W và 54W. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử ánh sáng nhé. Mình sẽ thử ánh sáng của đèn. Mình sẽ cắm trực tiếp vào nguồn điện là 220 này. Cắm vào dây màu nâu và màu xanh. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho đèn nhé. Đấy. Tắt bớt đèn đi. Đây là ánh sáng màu vàng. Công suất 24W, ánh sáng rất là mạnh. Chiếu được cây cao, nó chuyên chiếu cây cao. Tất nhiên những cái cây cao 10 mấy mét thì không sử dụng được đèn này. Lúc đấy sẽ sử dụng các cái đèn có công suất cao hơn và cái góc chiếu sáng nó hẹp hơn một chút để phóng được cái ánh sáng nó cao và xa hơn. Thì những cái mẫu đấy bên đèn hoàng gia đều có nhé. Ở cuối video mình sẽ làm một cái hình ảnh, cái video thực tế về cái đèn này khi chiếu vào cái cây khế. Thì mọi người theo dõi qua đấy. Ánh sáng rất là sáng. Thì ai có nhu cầu cần mua hàng hay cần tư vấn thì vui lòng liên hệ với đèn hoàng gia qua số điện thoại là 0393 392 666 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website đèn hoàng gia để đặt hàng. Bên đèn hoàng gia thì cấp rất là nhiều dòng đèn sân vườn khác nhau. Ngoài cắm cỏ này thì còn có các loại đèn chiếu cây khác, cắm cỏ khác cũng có mẫu khác nữa. Hay là đèn âm đất, đèn âm sàn, đèn âm nước hồ coi, đèn âm nước hồ bơi, đèn đài phun, hay các loại đèn trụ cổng, trụ tường rào, trụ sân vườn, đèn tường, đèn chiếu cột, đèn rọi cột. Nói chung rất là nhiều dòng đèn ngoài trời và các loại đèn trong nhà, đèn nhà xưởng.
Ai có nhu cầu thì vui lòng xin liên hệ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.